Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2023. 82 năm qua, tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và thiếu nhi cả nước luôn ra sức thi đua, lập nhiều thành tích, làm theo năm điều Bác Hồ dạy. Cùng với thiếu nhi cả nước, thiếu nhi Đà Nẵng cũng không ngừng ra sức thi đua, học tập, rèn luyện, xứng đáng là đội viên gương mẫu, cháu ngoan Bác Hồ. Đây là mô hình trao rác thải, nhận tri thức, trao tri thức, cùng chia sẻ yêu thương, được Liên đội Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên, huyện Hòa Vang phát động và nhận được sự hưởng ứng tham gia của các em học sinh. Mô hình đã giúp các em biết phân loại rác thải vô cơ, hữu cơ, nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn môi trường, từ đó tích cực bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng. Đây cũng là mô hình có ý nghĩa của đội viên nhà trường trong phong trào nghìn việc tốt do Hội đồng đội thành phố Đà Nẵng phát động. Khi mà tham gia cái mô hình này thì cũng là một cách giúp cho các bạn học sinh làm theo năm điều Bác Hồ dạy là giữ gìn vệ sinh thật tốt, giúp cho các bạn học sinh có thể phân loại các loại rác để các bạn có thể bảo vệ môi trường thêm xanh sạch đẹp hơn. Có thể nói thời gian qua, phong trào thiếu nhi thi đua làm nghìn việc tốt đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong thiếu niên nhi đồng tại địa phương. Bằng sự nỗ lực tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, đã có hàng trăm hàng nghìn công trình phần việc măng non do chính các em thiếu niên nhi đồng thực hiện nhằm giúp đỡ các bạn cùng trang lứa có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống. Con rất thích tham gia các phong trào do nhà trường tổ chức như là tiết chủ cùng em làm việc tốt, đọc sách và sinh hoạt đội. Qua những cái phong trào đó thì con có thể rèn luyện cả tính cách đạo đức cùng các bạn. Trong năm học 2022-2023, Liên đội đã được công nhận là Liên đội xuất sắc nghìn việc tốt. Để đạt được những thành tích đó, thì Liên đội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chỉ đạo của Hội đồng đội các cấp, các ban ngành đoàn thể, ban giám hiệu nhà trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Liên đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với nhiều nỗ lực trong thi đua làm nghìn việc tốt, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng liên tục nhiều năm liền đạt cờ thi đua xuất sắc của Hội đồng đội Trung ương và Trung ương đoàn, là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào Trần Quốc Toản, kế hoạch nhỏ với nhiều công trình phần việc măng non thiết thực ý nghĩa. Trong thời gian tới, thành đoàn Hội đồng đội thành phố sẽ tập trung triển khai các hoạt động nâng cao công tác tổ chức xây dựng đội tại cơ sở, nâng cao các hiệu quả các hoạt động, mô hình phát triển đội viên mới, bồi dưỡng đội viên ưu tú, kết nạp đoàn cho đội viên trưởng thành cũng như là các hoạt động triển khai đến 100% đội viên tại cơ sở để các em có điều kiện tiếp cận và tham gia các hoạt động đội, xây dựng môi trường cho các em phát triển toàn diện. Cùng với thiếu nhi cả nước, thiếu nhi Đà Nẵng vẫn đang nỗ lực làm nên những mùa hoa rực rỡ hơn trong hành trình phát triển trưởng thành của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.